túi cát lên trên đầu. Đi. Cô gọi các bé bắt đầu bước vào phần vòng thứ hai. Cô gọi các bé về vị trí. Các bé ở về vị trí của mình. Các bé nhớ đúng vào vị trí nhá. Các bé bắt đầu chống đèn biển cho các bé đó. Phần đầu thứ hai bắt đầu bò hấp chui qua bốn cọc. Chuẩn bị. Các con đi được lần nào? Chuẩn bị. Các con bò hấp. Bò hấp. Các con chuẩn bị bò hấp chui qua bốn cọc. Cô gọi bé là anh Tú số báo danh 07 và trường lối đi số 1 tiếp theo. Bé Hoàng Khánh Lâm số báo danh 02, bé Hà Anh Khoa số báo danh 03. Số 5 ạ. Các bé hãy lắng nghe chủ đề. Bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản liên hoàn. Vận động 1, đi bước dồn ngang trên ghế thể dục. Vận động 2, bật xa 35 cm. Các con có lên ghế nào?
được, xin mời các bé. Chuẩn bị. Đi. Phần tầm 2, vật xa 35cm, mời các bé bước vào vị trí chuẩn bị. Các con lắng nghe hiệu lệnh nha. Chuẩn bị. Bắt. Số học sinh 04 bé Đàm Ngọc Hưng, số học sinh 05 bé Lò Hồng Hùng. Bé Lò Hồng Hùng đứng vị trí thứ nhất, bé Đàm Ngọc Hưng đứng vị trí thứ hai, bé Lò Hồng Hùng đứng vị trí thứ ba. Bé số 4, các bé lắng nghe vấn đề. Bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản liên hoàn. Vận động 1, đi bước dồn trước trên ghế thể dục. Vận động 2, vượt qua một vật cản. Cô bạn các con bước lên ghế. Các bé thực hiện vận động 1, đi bước dồn trước trên ghế thể dục. Chuẩn bị. Các con lắng nghe hiệu lệnh nào. Cúp. Các bé tiếp theo, số báo danh 06 Phan Duy Tùng, số báo danh 07 Kiều Duy Linh và một bé của trường mầm non số 2 Thị Trấn. Số báo danh 03 Nguyễn Minh Sơn. Con cháu xin lỗi nhé, mời ba bé trở về làm tiếp vận động này. Con cháu xin lỗi các bé, xin mời ba bé. Xin mời bé Thùy Dung và Thân Mai Thùng. Số báo danh 07 là vị Thùy Dung, vị trí thứ nhất. Số báo danh 02 Đào Ngọc Thân. Số báo danh 05 Lò Văn Hùng. Số 04 Đào Ngọc Thân. Các bé bước vào vận động 2, đó là vận động vật xa 35cm. Các con lắng nghe hiệu lệnh nhé. Chuẩn bị. Bắt. Cô giáo lại một lần nữa xin lỗi cái cô đọc nguồn này. Mời các bé bước vào phần thứ hai, đó là phần qua một phần giả. Cô giáo rất xin lỗi các bé, chúng ta đọc đề. Mời ba bé quay trở lại sân khấu. Cô giáo mời bé Ngọc Vân. Công bố. Các con lắng nghe hiệu lệnh nhé. Chuẩn bị. Bắt. Rồi. Tổ với nhau có tay để cổ vũ cho con bé để thể hiện xuất sắc của mình. Tiếp theo mời bé Phan Minh Tùng. Số 06 bé Kiều Duy.
đến số 3. Ok, hãy lắng nghe. Thế hãy thực hiện hai vận động cơ bản liên hoàn. Vận động 1, vận thiên tử về ý thức hơn ăn tầm. Vận động 2, bò bằng bàn tay thẳng chân trong đường xích sắc. Về phía trước cơ an toàn. Các bạn lắng nghe hiểu lành nhé. Chuẩn bị. Xin mời các bé bước vào cơ động thứ hai. Đó là các bé lắng nghe nhé. Bò bằng bàn tay cẳng chân trong đường zig zag. Các bé phải lắng nghe tí để bò bằng bàn tay chân trong đường zig zag. Chuẩn bị. Ba. Xin mời các cháu lên đài cao để cổ vũ cho ba bé vừa thể hiện xong phần thi của mình. Số 205 bé Lò Bảo Quyên. Số 206 bé Tống Thu Linh Chi. Số 5. Các bé lắng nghe. Bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản như là vận động 1, đi lướt dồn ngang trên ghế thể dục. Vận động 2, vận xoa 35 cm. Sau đây xin mời các bé chuẩn bị bước vào vận động 1. Cô mời các bé bước lên ghế nào. Đi lướt các bé. Đang nói về vấn đề này. Đi lướt dồn ngang trên ghế thể dục. Chuẩn bị. Đi. Xin mời các bé từ vị trí của mình chuẩn bị thực hiện vận động 2. Đó là vận xa 35 cm. Các bé chuẩn bị đứng vào vị trí. Chuẩn bị. Tắt. Xin mời các bé lắng nghe chào to để cổ vũ cho các bé. Tiếp theo cô mời bé Tinh Bảo Ngọc số 107, bé Cao Thái Sơn số 108 và số 102 của trường mầm non Đường Cao, bé Phan Thị Thanh Thành. Số 5. Các bé hãy lắng nghe ý vận động của mình. Bé hãy thực hiện hai vận động liên hoàn. Vận động 1, đi lướt dồn ngang trên ghế thể dục. Vận động 2, vận xoa 35 cm. Không mời tất cả các bé cùng bước lên đứng. Xin mời các bé bước vào vận động 1, đó là đi lướt dồn ngang trên ghế thể dục. Xin mời các bé đứng lên vị trí của bé. Đi bước dồn ngang trên ghế. Các con lắng nghe hiểu nhá. Chuẩn bị. Đi. Xin chúc mừng các bé đã thể hiện sau phần thi thứ nhất. Xin mời các bé về vị trí. Bước vào. Vận động 2, xin mời các bé quay trở lại các đồng cô giáo giao hiệu lệnh cho bé mới thực hiện.
chuẩn bị. Vận động thứ hai là vượt xa 35 cm, các bé từ đúng vị trí của mình không chạm vào bạn. Các bé hỗ trợ cho các bé chuẩn bị vào bạn. Khi các bé đứng vào bạn xuất phát, khi các bạn bắt đầu hỗ trợ các bé đứng đúng vị trí của mình. Bây giờ nhiều sơ đồ nếu như các bé không thể hiện được. Xin mời số bao danh khu 3 bé Trần Phúc Huy, số bao danh khu 4 bé Đình Bảo Học, số bao danh khu 3 của trường mầm non số 2 Hoàng Kim bé Phong Thị Trang. Về số 3, bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản liên hoàn. Vận động 1, bật liên tục về phía trước qua ngang ô. Vận động 2, bò bằng bàn tay cẳng chân không được dứt khớp. Các con lắng nghe hiểu lệnh nhé. Con chờ chú ý. Thank you.
Chúc mừng cuộc thi của ba bé xin được các bé thành phố. Tiếp theo mời số đơn vị không ạ. Bé đối phương ra số đơn vị 07 bé Nguyễn Ngọc Ánh. Và một bé đến từ trường và ba số 1 đã tham gia số đơn vị 04 bé Tạm Phương Thủy. Thank you.
trường mầm non xuống đồng quê con đó chưa? Bé là nhân khẩu đúng không? Không, bé Trần Thiên Thảo trường mầm non đồng quê con đó. Số các anh chúng ta bé Trần Thiên Thảo cần được nghe giám khảo của mình nhá. À bé Nguyễn Trần Trung Hiếu đúng không? Thank you.
Đến số 3. Đến số 3, có lẽ em đã thực hiện hai bài tập cơ bản khi mà học tập 1 bài viết thuộc về những chiếc cơ văn phòng, và tập 2 bò bằng bàn tay cầm chân trong đường đi khóc. Đề số 3, và đầu 1 là liên tục đề phía trước qua phương tỏ. Các con lắng nghe được rồi, chuẩn bị. Mời các bạn về vị trí của mình bước vào vòng tập 2, đó là bò bằng bàn tay cầm chân trong đường đi khóc. Các bạn lưu ý nha, bò bằng bàn tay cầm chân trong đường đi khóc. Chuẩn bị. Các con đi rồi nào, chuẩn bị. Thank you.
số 4 ạ. Đề số 4. Các bé hãy lắng nghe. Bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản sinh hoạt. Vận động 1, đi bước ngồi trước trên ghế thể dục. Vận động 2, bấm qua ổn đầy cả. Mời các bé bước lên ghế. Các bé lưu ý nha. Vận động 1, đi bước ngồi trước trên ghế thể dục. Chuẩn bị. Đi. Và cậu hai bỏ thấp chân
chúng ta cùng đồng lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số 1. Để số 1 của các bé như sau, các bé hãy thực hiện hai vận động cơ bản của kích hoạt. Vận động 1, đi trên ghế băng đầu đổi đứng khác. Vận động 2, bỏ thấp chân cơ đến cổng. Xin mời các bé hãy đến với vận động 1, đi trên ghế băng đầu đổi đứng khác. Các con bước lên nhà mình. Các bạn chuẩn bị nhé. Các bạn chuẩn bị. Đi lên ghế băng đầu đội túi thấp. Lốt. Thank you.
Bye.